chả, ốc la cá, ốc la sườn. Dạ, ba thứ rồi, ha. Ba thứ. Dạ, nếu mà thập cẩm thì thí dụ như ốc la sườn nè, thêm chả vô. Dạ. Thập cẩm còn ốc la chả thêm sườn cũng vậy luôn. Dạ. Cũng là thập cẩm. Còn thí dụ muốn thêm cá thì thêm. Còn có nhiều người thích ăn ốc la cá thì hai chúng với cá. Dạ, dạ. Dạ. Rồi có khi ăn ốc la sườn, ốc la sườn, còn thập cẩm thì vừa chả vừa sườn luôn. Dạ. Nếu con muốn thêm cá thì con thêm cá vậy thôi. Cứ dạ. Tùy khách đó, người ta muốn thêm thì muốn thêm. Dạ. Hi, xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Sinh Sống 360. Ngay ở phía trước của các bạn đó là công viên Lãnh Bình Thăng. Chỗ này là thuộc đường số 2, cũng là phường 8, quận 11. Chỗ này là con đường số 2 các bạn. Ngay bước vào đây là đường số 3A. Đây góc đường, ngay đây có một cái quán bánh mì chảo. Bánh mì chảo mà thấy đắt khách lắm các bạn, đông người lắm luôn. Bán từ bắt đầu từ 6 giờ sáng nè đến là 11 giờ trưa là hết. Thì các bạn đi vào ngày chủ nhật á là người ta ăn đông dữ lắm luôn. Quán buổi sáng mát mẻ lắm các bạn. Sáng này cho là vô đây cảm giác như mát lắm luôn á. Quán này mình bán bao lâu rồi cô ạ? Bao nhiêu năm rồi? 30 năm rồi. Rồi hơn 30 năm luôn. Cô làm cho con một phần đi. Dạ. Chú dạ dạ. Rồi, ốc la sườn thôi là đầy đủ. Đầy đủ thì dạ. Thập cẩm là vừa chả vừa sườn luôn. Dạ, là đầy đủ là bao nhiêu phần cô? Dạ, đầy đủ là 55. 55 còn cái kia 45. 45. Ốc la sườn là 45. Ốc la sườn thì 45. Rồi có cơm chiên thì cơm dương sâu thì 30, cơm dạ. Sườn thì 45. Dạ. Ổ thịt sườn thì 20. Dạ. Còn ổ mì trứng thì 10.000. Cô làm con phần 45 đi. Mình bán là từ mấy giờ bằng mỗi ngày cô? 6 giờ 6 mấy có rồi bán tới 11 giờ trưa. Dạ, bán 11 giờ trưa rồi nghỉ. Có nghỉ ngày nào không cô hay là bán ngày xuống luôn? Có công chuyện nghỉ. Ví dụ là lúc đi chùa hay là ở nhà có công chuyện nghỉ. Dạ. Nào có công chuyện có nói chung là có công chuyện gì thì mới nghỉ. Dạ. Nói mấy giờ bán suốt luôn. À dạ. Dạ. Yeah. Yeah. Trứng này thì tùy theo cầu ha, yêu cầu khách chiên chín hoặc là chiên ốp la. Ví dụ như là ốp la đó thì đúng ra là ốp la là sống. Dạ. Có nhiều người ta không ăn được sống á thì người ta yêu cầu mình làm chín. Dạ. Yeah. Có khi là tái cái mặt sơ thôi vậy cái này một phần là mình yêu cầu là làm trứng thì nó hơi tái tái thôi chứ không được chín á, tùy theo người ăn. Để cho chảo nhỏ làm luôn, còn trứng dạ. Để chảo lớn nó mới lật được, hồi nãy nó mới lật được. Dạ. Nó mấy không có lật được. Dạ. Nó bị dính cái chảo nhỏ vô là nó vừa đủ cái khuôn chảo của nó đó, mình không có lật được. Dạ. Còn cái này đó nó lớn nó rộng mình lật được. Dạ. Có bạch tỳ gan cô để vô nè. Chị Bình có lấy gì nữa không? Không hả? Không, mà lấy đuôi ra ha. Chị chảo ống á. Bên đó là mỏ sườn. Thầy ấy, chú bỏ vàng ha. Dạ. Dạ. Chào cô. Cái đó là hành nè, mình. Dạ. Yeah. Củ hành. Cái này là nước chấm đó hả cô? Nước sườn. À nước sườn, nước sườn thì mình nè. À, bên đây có dưa leo, có cà chua nè. Ăn ớt thì mình có để tí xíu ớt vào. Thêm một ổ bánh mì nữa. Dạ dạ dạ. Cái để cho nó nguội tí đi rồi cái. Còn một cái cá. Đó cái sống nè. Đó cái sống. Hai cái chuồng sống 1 tỷ chưa? Đem cái sống đó chớ chơi chớ đi mày
một phần như được hai cái trứng. Giờ thịt còn nóng ha, nóng luôn. Cái su à, cái không hả? Thơm quá chú à, nghe mùi thơm dễ sợ luôn. Cô chú là người qua hả cô? Dạ. Dạ. Trứng đó, đó các bạn thì tùy theo mình yêu cầu. Nếu mình có ăn sống hơi ấp la mà còn hơi chán sống sống á thì mình cũng yêu cầu sống, hoặc là kêu cô chú chiên chín chín á, tùy theo mình ăn á. Món này món nuôi xào nuôi thập cẩm các bạn. Dạ đúng rồi con. Ở đây đặc biệt là miếng thịt của cô Kỳ là nó mềm, nó không có bị cứng, không có bị khô, vừa miệng ngon lắm đó cô. Đó. Có vừa dạ mình dạ. Thì đó có khi dạ đúng có rồi. Kiến đúng không? Ngon thì ngon nữa. Chỗ nào cũng được thì mình có cái kiến mà dạ. Sửa lại cho lúc bán thì ai cũng vậy mà. Dạ. Có gì khách nào mà có ý kiến mình phải sửa lại. Dạ. Ngon lắm, ngon luôn các bạn. Thịt nó mềm á, có chỗ làm nó cứng á, nhưng mà ở đây cô chú thì nó mềm cái miếng thịt á. Nuôi sừng trứng. Cái này món này là em bé ăn cũng được luôn nè các bạn. Có nuôi sừng trứng để vô leo với cà chua luôn đó hả chị ha. Dạ. À còn này là bánh mì cá nữa con. Bánh mì cá luôn ha. Bánh mì cá là hai trứng với cá. À, bánh mì chả là hai trứng với chả và tê. Rồi dạ. Bông. Rồi có khi ăn nấm ra sườn, nấm ra sườn, còn thập cẩm thì vừa chả vừa sườn luôn. Dạ. Nếu con muốn thêm cá thì con thêm cá vậy thôi. Dạ. Tùy khách đó, người ta muốn thêm gì đó cá. Dạ. Ngay rồi. Như ốp la cá này thì một phần bao nhiêu con? 40. Còn 40. Cá thôi, người ta muốn yêu cầu trả thì mình vẫn xin trả nha con. Xem cái gì mình tính tiền cái đó. Dạ. Còn xem thì một phần ăn nó làm vậy đó. Dạ, dạ. Rồi, cá sống xuống. Thôi, sáng con mỗi chai đi. À, có sườn nè, sườn với lại chả với lại trứng luôn các bạn. Ê, mày đi có bị giấy xí nào? Này muốn sườn khìa các bạn. Trên đây là có hành, củ hành mình á, củ hành người ta xào với lại ngò nè. Kèm thêm đây là một chén, này là chén nước sườn các bạn, sườn khìa đó. À thì có một ổ bánh mì nè. Bên cạnh đó là có dưa leo với cà chua. À các bạn có muốn ăn ớt thì đây có sẵn ớt nè. Sức sống và sức không, mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức nha các bạn. Ngon như thế này. À, đồ ăn nhiều lắm các bạn. Ở dưới này là trứng chiên nè. À, có pate nè ha. À, có pate gan nè, còn trứng dưới này nè. Cái này thì mình yêu cầu trứng chiên thì nó hơi còn lòng đào đó các bạn. Nếu như ai muốn ăn chín thì kêu cô chú chủ quán người ta chiên chín tùy theo mình ăn ha. Thịt khìa này mềm các bạn, nó không bị cứng mà ăn nó ngon lắm á, nó cái vị nó rất là ngon luôn.
trứng đây nè. Trứng này các bạn sẽ chấm với đây, chấm thử miếng này các bạn. Lá cái đủ đừng có bỏ ngò này. Ngon lắm rồi, rất là ngon em. Ngoài ra kèm có thêm cà chua nè, các bạn có thể chấm với nước này là vừa rất vừa ăn đó, nước sườn khìa đó các bạn. Đây, thử miếng nha. Ngon lắm các bạn. Ẩu bánh mì này cô chú anh chị các bạn, cái nó rất là giòn, nhìn cái ruột này ngon lắm các bạn, chứ không phải là những bánh mì mà dở nè. Có thể mình chấm vào nước sườn này các bạn. Đây các bạn thấy không, cái chảo nó còn dễ thương quá ha, nhỏ. Miếng thịt nè, nó mềm lắm, thịt thì nó mềm, nó không có bị cứng, nó không bị khô nữa các bạn. Có miếng chả này lớn lắm à, chả rất là to luôn nè, được 2 miếng lần đó các bạn. Sáng sớm thì mọi người đến đây tập thể dục nè các bạn. Bây giờ đây là cũng chưa trưa 6 giờ mấy, gần 7 giờ đó. Vẫn còn người ta tập thể dục buổi sáng ở chỗ này nè. Công viên cũng mát mẻ quá. Ở bên trong nó thấy vui chưa các bạn?